Xin kính chào tất cả quý vị khán giả, những người yêu mến audio, kinh ngập audio. Thì hôm nay em có mang đến cho mọi người một con âm ly. Đấy, con này là của Summer Audio nhá. Con này là một con âm ly mà phải nói là âm ly Trung Quốc. Đấy, âm ly Trung Quốc nhá, hoàn toàn âm ly Trung Quốc. Nhưng mà con này đặc biệt cái là nó được xuất khẩu đi các nước như châu Âu rồi. Thế nên là anh em cứ yên tâm. Đấy. Con này thì nó là một con hàng nội địa. Đấy. Summer Audio thì là một hãng, nó thuộc trong vòng tay của thằng FX Audio. Đấy. Thằng này thì nó là kiểu như một chi nhánh nhỏ. Đấy. Trong con tập đoàn lớn có chi nhánh nhỏ. Đấy. Đấy. Chuyên làm về các bộ phận như âm ly. Đấy, nổi tiếng, rất là nổi tiếng. Đấy, con Summer Audio này có lẽ là anh em đã được nghe rất là nhiều. Đấy, thì hôm nay em không lòng vòng nữa, em sẽ giới thiệu luôn vào chủ đề chính. Con này là một con âm ly. Đấy, làm đầu tiên chất liệu làm ra nó hoàn toàn là nhôm xước anh em nhá. Nhôm xước đấy, rất chắc chắn. Được bắt với cả các cái ốc lục giác nhá, rất ok. Nó nhìn như mà có cái chất liệu lạc như một con biến áp cách ly của em ấy. Em trước có giới thiệu con biến áp cách ly ấy. Đấy. Chất liệu làm như nó như nhau. Đấy. Rất là chắc chắn. Đấy. Ở đây thì mình có nút tắt mở này. Đấy, tắt mở này. Rồi chỉnh bát chép này. Đấy, hai kênh bát chép. Con này đặc điểm rất mạnh anh em nhá. Con này rất mạnh. Mỗi kênh nó 145W thì phải. Đấy. Để từ chút em quay sau cho anh em xem. Thì đây, đây là nút to nhỏ volume này. Đây là đồng hồ hiển thị công suất của mỗi bên loa này. Đấy, mỗi bên loa này. Còn đây là mặt hiển thị các cái chế độ. Đấy, cũng như là các cái giải. Thì con này, đặc điểm con này nha anh em nhá. Đặc điểm con này là nó tích hợp cho anh em cả giải mã luôn. Thế nên là anh em khỏi cần phải mua giải mã. Đấy. Một con âm ly tích hợp rất tiện lợi. Đấy. Sau đó đây nhá, đây là tai phone này. Đấy. Cổng chuyển đổi tai nghe nhá. Đây là các cái chuyển các chế độ. Khi anh em nghe những giải nhạc cao, giải nhạc lóc lét hoặc là giải nhạc cao, anh em có thể chỉnh này. Đây có cả DSD này. Đấy. Rất là nhiều các chế độ luôn. Rơi vào 6 chế độ thì phải. Đấy. Đây để em chỉnh. Đấy. Có các chế độ này. Follow này. Coaxial này. Optical này. USB này. Bluetooth này. Đấy. AUX này. Đấy. Con này kết nối cổng quang đằng sau anh em nhá. Đấy. Đây là Hi-Fi này. Đấy. Tune up này. Đấy. Chỉnh rất nhiều chế độ cho anh em. L-Gai này. Đằng sau này. Để em quay đằng sau cho anh em xem nhá. Đấy. Phía sau của nó. Đấy. Đây là một con dâu Bluetooth nhá. Dâu Bluetooth. Con này dùng Bluetooth 5.0 anh em nhá. Đấy. Đây là cổng Costco này. Optical này. Đấy. USB này. Đấy. Cổng quang nhá. Em đang dùng cái dây quang này dài 5m này. Đấy. Lối từ TV ra. Đấy. Các cổng AV đây. Cổng ra vào này. Rồi là các cái cổng loa này. Anh em xem kỹ nhá. Đấy, cổng loa nhá. Đấy. Con này đầy đủ các chức năng cho anh em luôn. Đấy, thì khi anh em chơi một con như này, em sẽ giới thiệu anh em là anh em thấy cái phần này không? Đấy. Anh em đã biết tác dụng nó gì chưa? Thì đây nhá, anh em sẽ cắm một sợi dây đồng. Đấy, cắm đinh xuống đất và anh em xoáy vào, siết vào cái con ốc này. Đấy. Thì khi nó bị rò rỉ điện hay thế nào thì nó sẽ anh em sẽ không bị giật. Đấy. Như là ở các cái âm ly của anh em ấy, âm ly ở nhà ấy, thi thoảng anh em sờ vào vẫn kiểu hơi giật giật phải không? Đấy. Thế nên là con này nó sản xuất ra một cái tiếp mát cho anh em này. Đấy, rất là an toàn. Con này rất an toàn nhá. Cực an toàn luôn. Và bây giờ em sẽ bắt đầu thẩm âm cho mọi người để mọi người
thưởng thức cái con âm ly này AD1202 nhá. Đấy, một con âm ly quá chuẩn luôn, có cả giải mã. Bây giờ em sẽ bật một dòng nhạc. Đấy, dòng nhạc này là dòng nhạc trẻ trước này, dòng nhạc của thanh niên này. Đấy, để xem chỉnh bass biết nó ok không nhá. Đấy, chờ em chút. Đấy, em chỉnh. Đấy, ok chưa? Con này rất là mạnh luôn anh ạ. Nó rất là mạnh, thế nên là em mới để có volume 31 mà nó khá là to rồi. Con này kéo rất là tốt anh em nhá. Mỗi mỗi vế nó có thể kéo lên tận 150 nhá, gần 150 W nhá. Rơi vào 145 thì phải. Đấy, em chỉnh chép này. Chép lên một chút này, hướng 12 giờ nhá. Bát em cho căng này. Đấy, bát em cho lên hẳn hướng 3 giờ nhá. Tăng volume lên đến mức 40 đi. Rất là ấy luôn. Đấy, nó kéo rất lực nhá. Thì đây, bây giờ em sẽ mở một dòng nhạc bolero cho anh em nghe nhá. Đấy, về cái độ bát biếc của nó thì kéo rất là căng rồi. Thì bây giờ mình xem chép của nó có hay hay không. Đấy. Đấy. Anh em thẩm âm nhá. Đây. Em sẽ kéo lại lên mức 40 nhá. Và chép em sẽ cho cao lên. 3 giờ đi, lên mức 3 giờ đi. Đấy, lên 12 giờ. Các cái thiết kế nó rất là ok nhá. Đấy. Rất dễ xoáy vặn nhá. Đấy, tạo lực ma sát. Thiết kế rất ok. Đấy. Để mà chất lượng âm thanh thì bây giờ anh em thẩm cái bài bolero của Lại Quyên xem nhạc có hay không. Thì hiện tại em đang kết nối qua máy tính nhá. Em đang kết nối qua máy tính cổng AV 3.5 nhá. Đấy. Thì em có thể kết nối Bluetooth đấy hoặc là tổng quang từ TV xuống. Quen nhau rất là hay. Tăng thêm tí bát. Nhiều đêm ngắm sao mà thương duyên mình bền lâu, suốt đời tình khắc sâu. Rất là hay thế. Giọng anh Quang Lê với cả chị Lệ Quyên hát bài cực kỳ ok đấy. Đấy, anh em thấy quả âm ly nào. Thì bây giờ em sẽ báo giá cho anh em. Anh em có thể đoán được ra giá là bao nhiêu. Đấy. Nó chỉ rơi vào 7 triệu rưỡi thôi nha anh em nhá. Nó chỉ rơi vào 7 triệu rưỡi thôi. Đấy, em vặt bé đi này. Thì con này nó chỉ rơi vào 7 triệu rưỡi thôi anh em nhá. Đấy, 7 triệu rưỡi. Bảo hành 1 năm. Đấy, em có chính sách bảo hành 1 năm. Và em sẽ tặng cho anh em một bộ dây quang bãi xịn của Nhật nhá. Đấy, Hitachi. Đấy. Dài tầm 1,5 m. Đấy. Ok không? Đấy nhá. Hôm nay em thẩm âm cho anh em đến đây thôi nhá. Thì xin phép và chào tạm biệt anh em. Anh em nào cần liên hệ số điện thoại 0963411622 hoặc có thể là comment ở phía bên dưới số điện thoại để em trực tiếp gọi điện lại tư vấn cho anh em nhé. Chỉ rơi vào 7 triệu rưỡi một con âm ly. Đấy. Tải thì cực tốt và có giải có cái giải mã ở nó
lên tận 24 bit anh em nhá. 24 bit có DSD này. Đấy, có chơi nhạc hi-fi này, lockless này, các loại luôn. Đấy, rất nhiều chế độ cho anh em chơi. Đấy. Anh em cứ liên hệ và em sẽ tư vấn trực tiếp về các cái chức năng cũng như là thiết kế nó ra sao. Đấy. Bảo hành 1 năm. Vâng, em xin kết thúc video ở đây. Xin chào toàn thể mọi người.